Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiện đức. Kính thưa toàn thể quý vị trong hội chúng ngày hôm nay, tháng 7, mùa thu lá rụng vàng, ái mùa nhân loại đống vu lan, bâng khuâng nhớ đến ân sinh dưỡng, thổn thức tâm con lệ ngắn trào. Kính thưa toàn thể quý vị, khi những chiếc lá vàng rơi rụng, để rồi trên mỗi cành cây những chiếc lá non lại đâm chồi nảy lộc, là chúng ta những người con Phật một lần nữa được quay về sống trong tình yêu thương của cha của mẹ, trong sự hồi tưởng thổn thức của con tim hiếu hạnh. Đặc biệt đối với những người con Phật, chúng ta đều thấm nhuần tư tưởng hiếu đạo của Đức Từ Phụ đã dạy dỗ chúng ta, bởi vì đạo Phật là đạo hiếu nên rất chú trọng đến hiếu đạo. Hiếu là hạnh đứng đầu trong muôn hạnh. Trong kinh Phật dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Bởi vậy hôm nay tại tỉnh thất nhỏ bé Thanh Nguyên này, thầy trò cũng dốc tâm tạo dựng một không gian mang dáng dấp của một miền quê. Nơi đó có những người cha, người mẹ. Nên hôm nay trong hơi ấm của đạo vị, lời đầu tiên thầy xin gửi đến toàn thể những người con hiếu hạnh lời sẻ chia, sự gửi gắm về hiếu tâm của người con Phật, và kính nguyện một mùa vu lan tràn đầy sự hỷ lạc đối với hai đấng sanh thành cộng tại thế, cũng như sự hỷ lạc của hương vị giải thoát đối với những đấng sanh thành đã thực thế vô thường về miền tịch cảnh. Là người con Phật thì ai cũng quy hướng theo giáo pháp của Như Lai. Đạo Phật đến với Việt Nam, đi vào lòng người cũng từ cái tinh thần hiếu đạo. Bởi vì không ai chúng ta mà không có cha mẹ cả. Dù bây giờ chúng ta ở đâu hay làm gì thì chúng ta cũng đã từng trải qua là những đứa con trong vòng tay âu yếm của mẹ. Kính thưa quý vị, nói về mẹ cha thì ngôn ngữ của trần gian không bao giờ có thể diễn tả hết được. Bởi vì ngôn ngữ trần gian là túi sách đựng sau đầy hai tiếng mẹ cha, nghĩa là dù chúng ta có vận dụng kiến thức của thế gian, dù chúng ta có học đến học vị hoặc học hàm cao tột nào, thì cũng không thể diễn tả được
cái công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha. Đặc biệt đối với những người con Phật thì mùa Vu Lan báo hiếu về, chúng ta được trì tụng kinh Vu Lan, chúng ta hiểu được thế nào là ân sinh dưỡng, thế nào là nghĩa sanh thành. Trong tất cả những vị ngồi đây, Thầy biết rằng có những vị đang còn cha mẹ, nhưng có những vị giờ đây cha mẹ không còn nữa. Tại tỉnh thất Thanh Nguyên, như hàng năm Thầy không tổ chức cài hoa hồng trên chiếc áo của quý vị, bởi một lẽ cái hoa hồng kia nó chỉ mang tính chất biểu trưng mà thôi. Khi chúng ta cài lên áo mình rồi, khi đi về chúng ta lại cởi chiếc áo đó ra, để rồi đôi khi chúng ta sao lãng. Mà Thầy chủ trương là chúng ta cài chiếc hoa hiếu hạnh trong tự thân của chúng ta, để chúng ta mãi mãi khắc ghi công ơn của cha mẹ. Vì quý vị có biết tại sao lễ Vu Lan hiếu hạnh là tổ chức tháng 7 không ạ? Để hiểu được điều đó, chúng ta phải nhớ rằng sau 3 tháng an cư, chư tăng thúc liễm thân tâm thanh tịnh trên sự chứng giám của 10 phương chư Phật, sứ giờ gia trì của chư tôn thiền đức, cộng với sự hiếu tâm từ quý vị, thì có thể cảm hóa được, gửi đến cho cha mẹ một cái thông điệp yêu thương, nhục cảm hóa được cha mẹ nếu cha mẹ lỡ sai đường lạc lối. Nên mỗi khi mùa Vu Lan tháng 7 về thì tất cả chúng ta lại đi đến các ngôi tự viện để tham dự, để ngồi lại, để ôn lại những cái kỷ niệm về cha mẹ mình, mà không biết vì lý do vô tình hay cố ý mà mỗi chúng ta bị quên lãng. Có một câu chuyện Thầy mới bắt gặp. Câu chuyện kể về một người thanh niên. Anh ta sinh trong một gia đình mẹ anh mất sớm, để rồi một mình cha anh phải gồng gánh đảm đang tần tảo để gà trống nuôi con, nuôi dạy anh nên người. Do phước duyên, anh học rất là giỏi. Con đường học vị của anh đã mang đến cho anh một cơ hội tiến thân nơi đất phố phường. Khi anh lập gia đình, vì điều kiện anh phải ở lại thành phố cùng với vợ con mình, để rồi người cha già ở quê nhà lặng lẽ nhớ thương con. Nhưng người cha đó lúc nào cũng hãnh diện vì con mình đã đứng vững và thành danh trong dòng đời trôi nổi. Người cha nghèo ở quê
luôn tự hào trước làng xóm, trước bạn bè, vì sự thành đạt của con mình. Nhưng ở đằng sau đó, đó là nỗi cô đơn và nhớ con, nhớ cháu. Để quên đi cái nỗi buồn đó, người cha mỗi khi đêm về, những người làng xóm luôn nghe tiếng nói chuyện rất to của người cha qua điện thoại với người con trai mình. Nào là con có khỏe không? Con cứ yên tâm mà lo làm việc. Bao khó khăn nhọc nhằn, người cha âm thầm chịu đựng trong nỗi buồn. Khi thiếu vắng người vợ rồi, rồi người con trưởng thành lập gia thất lại ở riêng. Khi những người hàng xóm hỏi thăm về cuộc sống của người con trai, thì người cha tự hào khoe rằng con mình rất là ngoan, rất là hiền và luôn luôn điện về hỏi thăm cha, cũng như vì lý do nào đó mà chưa về thăm được, nhưng luôn luôn. Nhưng có ngờ đâu, cuộc sống thì như dòng chảy, những người hàng xóm đôi khi cũng ganh tị bởi sự ấm áp, sự thành đạt của người con trai, cũng như là sự quan tâm mà qua những cái thông tin là người con đó nói chuyện trong điện thoại. Không những nói chuyện với con mình, mà người cha già đó lại hỏi thăm cháu của ông có khỏe không, cháu của ông có ngoan không, cháu của ông phải cố gắng ăn thật nhiều. Nhưng người cha không phải nói chuyện trong sự yên lặng, mà người cha nói chuyện rất là lớn tiếng để cho làng xóm biết rằng mình đang nói chuyện với con. Rồi một ngày, những người hàng xóm không còn thấy người cha, người bạn già đó đi tập thể dục buổi sáng, rồi không nghe những cuộc điện thoại to tiếng đó nữa, thì họ tìm đến thăm. Thì hỡi ôi, trên chiếc giường kia, thân xác của người cha đã nguội lạnh. Những người hàng xóm liền điện thoại để báo tin cho người con trai trở về, quỳ bên xác cha. Người con trai gào khóc và than trách, tại sao khi cha bệnh cha không điện thoại báo tin cho con biết. Thì lúc đó mọi người hàng xóm mới vỡ òi. Chiếc điện thoại mà người cha thường nói chuyện với con trai mình, cháu mình, đó là chiếc điện thoại hỏng mà đã hết pin và đã vứt bỏ trên đầu giường từ lâu lắm rồi. Quý vị biết rằng không có cái hiện sự hy sinh nào cao cả bằng sự hy sinh của cha, và không có sự hy sinh nào lớn lao bằng sự hy sinh của mẹ. 9 tháng cưu mang, 3 năm bú vơ mắt, lo cho con từng phút từng giây. Tất cả chúng ta cứ thử hình dung thử, một ngày chúng ta cứ thử mang một chiếc ba lô 3 ký, 2 ký chúng ta mang trên sau lưng mình, sự vướng víu khó chịu đến giường nào,
đặc biệt vào những ngày thời tiết oi bức. Nhưng người mẹ, người cha lại sẵn sàng vì con cái của mình mà chịu đựng mọi sự khó chịu đến tự thân. Đối với những người con mà khi đã xa quê thì không có nơi nào mà người con muốn quay về nương tựa bằng muốn quay về nương tựa cha mẹ mình. Bởi vì nơi ấy là bến đỗ yêu thương, nơi ấy là sự vững bền. Cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế, sinh thời mà không gặp Phật thì thờ cha mẹ như thờ Phật. Bởi vì trong muôn hạnh, hạnh hiếu đứng đầu. Nếu ai đó mà có thể dùng ngôn ngữ để huyên thuyên giảng thiết về bất cứ vấn đề gì mà bản thân người đó không có hiếu tâm thì không bao giờ có được sự thành công đích thực. Có những lúc quý vị biết rằng là người tu sĩ khi đi theo con đường xuất gia tu học là các ái từ thân, tạm xa gia đình, xa rời hơi ấm của tình cha nghĩa mẹ. Nghĩa là thầy phải đương đầu với một thử thách lớn nhất, đó là nỗi nhớ mẹ cha. Nên bất chợt nhiều lúc nghe thấy những câu thơ: có những đêm con thiêm thiếp trong mơ, con mơ thấy hồn con về thăm mẹ. Đặc biệt những giây lúc Vu Lan về, những kỷ niệm thời thơ ấu, những lúc đói đòi mẹ cho ăn, những lúc đợi mẹ đi chợ mua quà về. Những kỷ niệm đó cứ dần hiện lên trong trái tim của những người con xa xứ. Nhưng thời gian và vô thường thì không đợi chờ ai cả. Mới ngày nào trên ngực áo của thầy cài đó hoa hồng đỏ, mà hai mùa Vu Lan này thầy không còn hoa đỏ nữa mà là chiếc hoa trắng tang thương. Quý vị biết có những lúc thầy về thăm quê, ghé về nhà thăm mẹ, chuyện trò hỏi thăm vài câu, rồi vì chúc Phật sự, rồi thầy phải chào từ biệt mẹ. Khi bước chân đi ra khỏi nhà, thầy biết rằng mẹ già đang đứng theo sau lưng và nhìn theo tấm lưng của người con mình. Khi những ngày mẹ thầy đã ra đi thì ngồi lại bên cạnh mẹ trong đêm cuối cùng đưa tiễn. Có những người thân nói với thầy rằng khi hỏi mẹ có nhớ thầy không, mẹ nói vì thầy trộn theo con đường
của người xuất gia. Nên nhiều lúc nhìn con mình ra đi khi về thăm nhà mà cố gắng giữ bình tĩnh, để rằng con mình vững chí, con mình khỏi mềm lòng. Mẹ phải nuốt cái nỗi nhớ thương con vào trong. Có những lúc chúng ta ích kỷ vì một cuộc sống, vì một chút danh lợi, vì một mối quan hệ nào đó mà chúng ta quên bản rằng chúng ta đang còn một cái nghĩa vụ mà chúng ta không được và không được quyền sao lãng bất chợt. Thầy tìm đến cũng một câu chuyện, cũng một người con trai. Anh ta thành đạt. Rồi mỗi khi đến ngày giỗ mẹ của mình, anh ta sắm sửa, nào là sơn hào hải vị, nào là những cổ tiệc linh đình để mời người thân, mời bạn bè. Một phần nó thể hiện sự quan tâm đến cha mẹ, đến mẹ mình. Rồi một ngày anh phải dọn dẹp nhà cửa để bỏ bớt đi những phần mà không sử dụng. Anh vô tình nhặt được cuốn nhật ký của mẹ mình. Vì tò mò, anh lật từng trang nhật ký của mẹ để rồi đọc. Ngày, tháng, năm, mẹ tuổi, con mắng mẹ già rồi, sao còn như con nít làm cơn vãi khắp nơi. Ừ, bởi vì tuổi lắm nên mắt kém tay run, có làm rơi ít hột ao cũng là chuyện thường. Khi con còn nhỏ dại cũng làm vãi khắp nơi, mẹ quét lau gom lại đau trách mắng nửa lời. Ngày tháng năm mẹ tuổi, con mắng mẹ mặc đồ sau lóng nga lóng ngóng, y hệt nhành cây khô. Ừ, tuổi già xương cứng, gân cũng chẳng dẻo dai, khó sợ say quay trở, sau cứ mắng mẹ hoài. Nhớ khi con còn nhỏ, cứ hiếu động chân tay, mẹ mặc hoài mới được, đâu trách mắng nọ này. Ngày tháng năm mẹ tuổi, con mắng mẹ điếc à, trả lời rồi vẫn hỏi, cứ như phải trúng bà. Ừ, già nên nghĩ ngãi, nghe lúc được lúc không, mẹ mới đi hỏi lại, mắng chi để tủi lòng. Khi con còn nhỏ dại hỏi đủ chuyện trên đời, mẹ kiên trì đáp lại, đâu mắng mỏ một lời. Ngày tháng năm mẹ tuổi, con mắng mẹ bực mình cả đêm, ho sù sù cả nhà mất ngủ. Ừ, tuổi nhiều bệnh lắm, quy luật của tự thân
Mẹ đâu mong như thế, nắng chi để tuổi thân. Nhớ khi con nhỏ dại, đủ thứ bệnh mang vào, hàng năm trời khóc quấy, mẹ đâu trách câu nào. Ngày tháng năm mẹ tuổi, cứ mỗi bận ăn cơm, mẹ phải ngồi góc khuất, bởi người mẹ không thơm. Từ kiếp này ta sống, con nít đến hai lần, mẹ già không tự liệu, tất cả cậy con làm. Nhớ khi con nhỏ dại, tè ỉ bậy khắp nơi, mẹ lau chùi tắm rửa, có bao giờ chê hôi. Ngày tháng năm mẹ yếu, chắc chẳng thể nữa rồi. Những dòng này mẹ viết là sau cuối trong đời, dù cho con lạnh nhạt hay ghét gỏng, bất nghị mẹ chỉ buồn đôi chút, chứ không trách cứ gì. Con vẫn là con của mẹ, bé bỏng và đáng yêu. Dù cho con theo năm tháng đã thay đổi rất nhiều. Kính thưa quý vị, có những lúc chúng ta vì những sự vụng về của tuổi già mà quên rằng những gì chúng ta lo lắng cho cha mẹ chúng ta ngày hôm nay có thấm vào đâu so với khi cha mẹ lo cho chúng ta từ thở ấu thơ đến lúc trưởng thành. Không chỉ lo cho con, mà thầy đã từng chứng kiến những người cha người mẹ sau khi lo cho con cái nên người, rồi thành đạt, rồi dựng vợ gả chồng, người cha người mẹ đó lại tiếp tục lại bế bồng cháu của mình. Vì thương con, sợ con mình nhọc cực mà xin gánh tiếp một phần khổ nhọc của con, để rồi con mình có thời gian. Cha mẹ hy sinh là vậy, nhưng những người con đôi khi muốn về thăm mẹ thì vợ lại bảo rằng hôm nay đưa con đi đóng tiền học. Rồi quên bẵng rằng lời hứa về thăm cha thăm mẹ lại phải lỡ hẹn. Đến khi giật mình muốn về thăm mẹ thăm cha thì hỡi ôi, chỉ còn lại tấm di ảnh nguội lạnh qua làn khói nhăn nghi ngút. Dù lúc đó chúng ta cứ kêu gào thì đó chỉ là sự hối hận muộn màng. Kính thưa quý vị, khi Vu Lăng về, những hình ảnh về người cha, người mẹ nhìn lại hiện lên dữ dội. Vì sự thật chúng ta đều là người phàm cả,
dù thầy có khoác chiếc áo màu vàng đang ngồi hiện diện trước quý vị, nhưng thầy không thể giấu lòng mình là không nhớ cha nhớ mẹ được. Vì khi thầy không nhớ cha nhớ mẹ thì thầy không đủ tư cách làm người, chứ đừng nói rằng thầy là sứ giả của Như Lai. Nếu mình không thương cha thương mẹ, không nghĩ đến cha nghĩ đến mẹ, thì mình không bao giờ đối xử tốt với một ai cả. Nên tại tỉnh thất Thanh Nguyên, thầy luôn luôn dạy các chú, các con quên điều gì đều được cả, nhưng tuyệt đối trong trái tim của chúng con không được quên hình bóng cha mẹ mình. Bởi vì người tu là phải lấy trí tuệ làm đầu và lấy tình thương làm cái lẽ sống của mình. Nếu mình không nghĩ về cái công 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, thì làm sao chúng ta cảm nhận được nỗi khổ của nhân thế, để rồi chúng ta cảm thông được nỗi đau của chúng sanh mà vạch ra, mà mang dấu luyện Như Lai để mà đem đến cho chúng sanh thoát khổ. Nên hôm nay một lần nữa thầy trò lại ngồi tại đất Già Lam Thanh Nguyên này, lại được lắng lòng, được thưởng thức, được sẻ chia và được khóc. Không ai có quyền ngăn cấm dục lệ khóc vì cha vì mẹ cả. Vì cha mẹ là người xứng đáng nhất để cho chúng ta hy sinh, để cho chúng ta hướng về. Có cha mẹ chúng ta mới có hình hài ngày hôm nay, có cha mẹ chúng ta mới có bán duyên được với Phật Pháp, để rồi chúng ta quỳ trước tôn tượng Phật, tuyên lại lời của Như Lai và hành theo lời của Như Lai. Chúng ta đừng nghĩ chúng ta chỉ rao giảng đạo đức, rao giảng về nhân quả mà chúng ta không thực hành, thì nó chỉ là lý thuyết suông tuột, mà nó trở nên vô nghĩa và nhàm chán. Nên hôm nay quý vị về Thanh Nguyên, quý vị không cài trên ngực cái hoa hồng màu vàng hay màu trắng, mà thầy muốn quý vị khắc ghi vào trong tâm mình cái hoa hồng hiếu hạnh đó, để chúng ta mỗi giờ mỗi phút trôi qua chúng ta phải nghĩ về cha mẹ dù bất cứ hoàn cảnh nào. Có nhiều lúc chúng ta cứ mãi nói về mẹ, nhưng chúng ta cũng quên bẵng rằng cha cũng cho chúng ta một sự hy sinh tột bậc. Kính thưa quý vị, những kỷ niệm ngày xưa mà thầy nhớ là quê hương thầy là xứ Quảng. Khi những cơn gió đông về
khí hậu miền Trung rất là khắc nghiệt. Ở nhà quê nghèo, lúc đó thầy 8-9 tuổi gì đó, được nằm bên cha trong cái cơn gió lạnh mà không có tấm chăn đắp như bây giờ đâu, mà chỉ chiếc chiếu manh. Lạnh quá, chân thầy phải đưa vào lòng của cha để cha ôm đâu bằng chân cho con mình được ấm. Khi cái hơi ấm của cha mới giúp những đứa trẻ như thầy được ngon giấc. Và rồi khi trưởng thành, thầy biết rằng không chỉ có cha thầy mà cha của tất cả quý vị trên đời đều sẵn sàng hy sinh cho con đến những gì cuối cùng của mình. Ngày cha thầy mất, trước lúc mất, cha thầy có gửi tặng lại cho thầy số tiền là 70.000 năm 2002. 70.000 đó là cái số tiền mà những người thân, những người họ hàng đi vào viện thăm cha mà gửi biếu cha thầy uống sữa. Thay vì uống sữa lo thuốc thang cho bản thân mà cha không sử dụng, để rồi dành dụm nhắc vô tay con mình: hãy giữ số tiền này để lo học nghe con. Quý vị cứ nghĩ, ai trong cuộc đời này có thể hy sinh cho chúng ta được như cha mình? Rồi vào năm 2017, vào những ngày cuối năm, mẹ thầy cũng lâm bệnh. Về thăm mẹ, lời mẹ nói, thầy hỏi mẹ rằng: mẹ ước điều gì nhất lúc này? Mẹ chỉ thều thào với thầy rằng: ước rằng con ở bên mẹ. Thưa quý vị, thầy cũng là một người con bất hiếu. Vì trong ngôi chùa này có hiện hữu rất nhiều chú tiểu nhỏ, nên thầy không thể ở lâu ở quê được. Thầy chỉ ở với mẹ thầy 3 đêm, rồi thầy phải trở lại miền Nam lo cho đàn con trẻ. Thì khi mới vào miền Nam chưa được 2 ngày thì nhận được tin mẹ thầy đã yếu quá, thầy phải ra tức tốc trong đêm. Thì chỉ kịp nắm tay mẹ, niệm cho mẹ tiếng niệm Phật rồi mẹ lại ra đi. Nói thật, hình ảnh đó thầy dây dứt nhiều lắm. Nên quý vị phải nhớ rằng, khi còn có thể thì chúng ta phải vội về bên cha mẹ mình liền, để rằng chúng ta nói với mẹ rằng: mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm. Cái lời nói đó nó còn hơn 1000 liều thuốc bổ, nó còn hơn 1000 sự chăm sóc của những cái tiện nghi
cao nhất của khoa học. Khi về nắm tay mẹ thầy nơi bệnh viện, mặc dù cánh tay mẹ già bị những mũi kim truyền đạn nó bị sưng, nhưng chỉ cần con trai mình xa quê về nắm tay mẹ mình, hỏi mẹ có đau không, mẹ nói không đau. Mẹ vui lắm vì có con nắm tay mẹ. Khi chúng ta từ nhỏ đến lớn, mẹ dắt chúng ta, ẵm bồng chúng ta, rồi mang chúng ta trước bụng 9 tháng 10 ngày, dù nắng dù mưa, dù nóng dù lạnh. Mẹ chúng ta khi mà nghe được, khi nghe cái thai nhi này nó ổn định thì mẹ mừng vô kể. Nếu mà thai nhi này nó có trục trặc một tí là mẹ lo. Có những người mà sẵn sàng hy sinh sự sống của mình để đánh đổi cho con được sống. Bất chợt nên hôm nay thầy sẽ chia cái kỷ niệm của thầy, cũng mong rằng quý vị đừng vì một lý do nào đó mà phải ân hận như thầy. Vật chất hôm nay chúng ta có, ngày mai chúng ta có thể mà không còn. Ngày nay chúng ta không có nhưng ngày mai chúng ta có thể có. Nhưng cha mẹ thì chỉ có một và duy nhất trên đời. Nên đừng bao giờ lãng quên hiếu đạo. Nếu cái ai đó bảo rằng chúng con tinh tấn tu học, chúng con lên chùa công quả, chúng con dốc tiền bạc lên chùa cúng dường xây dựng tam bảo, mà ở nơi máy ấm ở nhà cha mẹ lại không ăn ngon, không ngủ ấm, cha mẹ cô đơn, thì điều đó cũng vô nghĩa. Chúng ta phụng dưỡng mẹ cha, và chúng ta cũng phải nhớ rằng chúng ta bắn duyên với Phật Pháp rồi thì chúng ta lại phải gieo duyên để cha mẹ chúng ta trong cái nỗi nhớ thương mà ân hận của thầy. Điều vui nhất của thầy làm được cho mẹ thầy và cha thầy đó là hình ảnh của một người tu sĩ hiện hữu trước cha mẹ thầy. Khi mẹ thầy bệnh thì thầy hỏi mẹ, mẹ có sợ chết không? Mẹ nói mẹ sợ. Nếu hỏi thầy có sợ chết không thì thầy cũng sẵn sàng nói thầy sợ. Ai dám bảo mình không sợ chết? Bởi vì sao? Bởi vì được làm người rất là khó. Khi chúng ta bị vô thường định nghiệp cúng chúng ta đi thì chúng ta đành chấp nhận. Nhưng được làm người chúng ta phải tận dụng từng phút giây để rồi chúng ta tích phước tu thân. Mẹ thầy nói mẹ thầy sợ. Thầy khuyên mẹ rằng mẹ, sanh lão bệnh tử ai mà qua được. Nhưng mẹ yên tâm, dù mẹ ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ cảnh giới nào, luôn luôn có con trai của mẹ ở bên cạnh. Vì trong cơ thể của người con trai này
đang lưu chuyển dòng máu của mẹ. Hơi thở của người con trai này là của cha mẹ cho. Khi 9 tháng 10 ngày thai nhi này ở trong bụng mẹ thì được mẹ nuôi bằng dưỡng chất, bằng sợi dây rốn. Sự kết tinh của người con được truyền từ dòng máu của mẹ thì không có lẽ nào giữa mẹ và con xa cách. Vì chí nguyện xuất gia, vì tinh thần đại hiếu, tức là không chỉ nghĩ về cha mẹ mình mà còn cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp và tất cả chúng sanh đều là cha mẹ mình, nên quý thầy mới phát nguyện con đường xuất gia tu học. Chính cái bổn nguyện đó nó cho mình thêm cái động lực để rồi khi về bên mẹ mình tự tin nói rằng: mẹ ơi, mẹ đừng sợ. Khi tâm mẹ an, mẹ đi đến cảnh giới nào thì có con ở bên cạnh mẹ. Mẹ thầy mỉm cười và có một sự nhiệm màu. Thầy nói: thân tứ đại đến lúc nó hư hoại rồi mẹ, mẹ đừng cố níu giữ làm gì, mẹ buông đi, mẹ trả đi cho nó về với các bụi, để rồi mẹ khởi niệm lành thì mẹ sẽ về với cõi an vui. Mẹ thầy lại cười. Rồi thầy hỏi lại: mẹ, mẹ có sợ chết nữa không? Thì mẹ thầy lại bảo là: mẹ không sợ. Thì đó là món quà vô giá mà thầy tặng cho mẹ thầy. Để rồi thầy nói: mẹ à, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 8 là khoảng thời gian mà con có thể về bên mẹ được. Thì khi ngày mùng 2 thì ở Quảng Nam thầy nói chuyện với mẹ xong thầy vô lại trong này. Thì ngày mùng 5 thầy nhận tin mẹ yếu thì thầy về. Thì mẹ nắm tay, thầy nắm tay mẹ thì mẹ ra đi. Trên môi mẹ có nụ cười mãn nguyện. Ở đây thầy muốn gửi đến quý vị đó là sự gieo duyên với Phật Pháp, tức là chúng ta phải dành tặng cho cha mẹ mình sự giác ngộ về vô thường và sự giác ngộ về cái những khổ đau của kiếp người, để rồi không còn liên tiếp mà khi vô thường đến buông xả để mà đi trong tỉnh thức. Đó là món quà mà đối với thầy và tất cả những vị thầy trên thế gian này dành cho mẹ là vậy. Gia đình thầy thì có 6 anh em, 4 trai 2 gái. Chỉ có thầy là xa mẹ xa cha. Nhưng thầy thưa thật quý vị, thầy hạnh phúc vì có những người anh tuyệt vời. Khi mẹ thầy bị lâm bệnh thì hai người chị gái và em gái thầy đang thời kỳ sinh đẻ em bé không chăm mẹ được, thì ba người anh trai còn lại chăm mẹ nơi bệnh viện một tháng trời. Không bao giờ người anh dám ngủ vì sợ, sợ mẹ khi mẹ cần việc gì thì không có con. Thầy nói về đề tài chữ hiếu thì chữ hiếu tâm, nhưng mà thầy sẵn sàng quỳ lại trước anh thầy vì cái sự, cái hành động chăm sóc mẹ đó còn hơn ngàn lần thầy đã nói.
Một anh, người anh năm nay đã 56 tuổi. Không cho vợ mình chăm mẹ. Áo quần mẹ nằm bệnh viện, mấy anh thầy tự thay giặt, tự tay lau cho mẹ. Dành phần của những người dâu. Vì muốn một phần để được lo cho mẹ, thì đó là sự ấm áp nhất mà thầy xin được sẻ chia cùng quý vị trong mùa Vu Lan Hiếu Hạnh năm nay. Dẫu thầy trò mình có ngồi nói chuyện đến trưa hoặc đến chiều hoặc mãi mãi đi chăng nữa, thì chắc chắn một điều, chúng ta không bao giờ nói hết được những tình cảm mà những người con dành cho cha mẹ, cũng như công ơn của cha mẹ dành cho con cái. Vì vậy, giờ phút này thầy xin quý vị, sau khi rời khỏi Thanh Nguyên đi về, xin quý vị hãy khẩn trương bằng những việc làm thiết thực nhất về bên cha mẹ mình. Chỉ cần ngồi bên cha mẹ mình thôi à, chỉ cần nắm tay cha mẹ mình và thầm hôn lên bàn tay tận tảo ái và khẽ nói: cha mẹ ơi, con yêu cha mẹ nhiều. Có như vậy, chúng ta mới khỏi ân hận sau này. Kính mong quý vị hãy vì chúng ta là con Phật, thì chúng ta phải làm. Nếu chúng ta không làm, chúng ta thẹn với lòng, chúng ta quỳ trước chư Phật cũng vô nghĩa. Bởi vì chúng ta thiếu hiếu đạo. Thầy xin cảm niệm tấm lòng của quý vị đã dành thời gian lắng nghe sự sẻ chia của thầy trong mùa Vu Lan Hiếu Hạnh năm nay. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh. Giờ này ngọ thời đã đến, cơm hương tích thơm mùi thiền định, rau tàu khê bày tỏ dạ thâm tình. Trên đài sang chư Phật chứng minh, dưới chư tôn thiền đức đã an trú trong chánh niệm. Kính bạch quý ngài, mùa Vu Lan báo hiếu lại trở về với tất cả những người con Phật chúng con. Chúng con không khỏi bồi hồi xúc động khi nghĩ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha là những người hầu học. Chúng con được bán duyên lành với Tam Bảo, được học theo giáo điển của Như Lai, nên nhân mùa Vu Lan báo hiếu, tất cả chúng con hai giới tài gia xuất gia tại tịnh thất Thanh Nguyên với lòng chí thành chí kính hướng về ân đức sanh thành dưỡng dục của mẹ cha, và biết làm gì đây để đáp đền mong một
trong công đức, công ơn dưỡng dục của mẹ cha, chúng con thiết nghĩ chỉ có nương nhờ vào Tam Bảo cùng sự thanh tịnh của chư tôn thiền đức vòng cùng với sự hiếu tâm của hàng đệ tử chúng con, nhờ nương vào ba nguồn lực đó, chúng con hồi hướng về hai đấng sanh thành để mong rằng nơi cảnh giới nào cha mẹ thân quyến của chúng con được chiêm phước lạc mà tiêu diêu miền Tây phương tình cảnh, còn cha mẹ hiền tiền của chúng con thì được tăng long phước thọ. Kính nguyện trên chư tôn thiền đức thì từ chứng tri cho phẩm vật ti nôn kém, nhưng lòng của chúng con là lòng chí thành chí kính, ngưỡng nguyện trên quý ngài thương tưởng hằng hầu hộp chúng con mà chứng minh nạp thọ. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tát Đại Chứng Minh. Cung kính hiện tiền chư tôn Tịnh Đức Tăng Già Tát Đại Chứng Minh. Ngày hôm nay là ngày mùng 4 tháng 7 năm Kỷ Hợi, là mùa Vu Lan báo hiếu của những người con Phật lại trở về với tất cả những người con của chúng ta. Vào những ngày này, chúng ta bổn phận làm con, làm cháu thì có gì cơ hội để báo đáp ân đức sinh thành của cha mẹ ông bà, để làm tròn cái nghĩa vụ thiêng liêng của người con, người cháu. Bởi vì hồi xưa nói cây có cội, nước có nguồn. Chúng ta sống trên cuộc đời này ai cũng có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, vì họ là những người mà trực tiếp hoặc gián tiếp cho chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này. Biết bao nhiêu công lao khó nhọc và vất vả của mẹ cha đỡ cho chúng ta trưởng thành và tồn tại. Chính vì vậy mà bổn phận làm con của chúng ta phải hết lòng để báo đáp Phật dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Bởi vậy cho nên chẳng những bản thân của Đức Phật mà tất cả các bậc cổ thánh tiên hiền, lịch đại tổ sư từ xưa đến nay, các ngài không bao giờ quên đi cái ân đức sinh thành của cha mẹ ông bà, mà các ngài hết lòng để báo đáp. Đó là cái tấm gương mà đỡ cho tất cả những người hậu bối chúng ta phải noi theo, để làm tròn cái bổn phận của người con, người cháu đối với cha mẹ ông bà. Thì hôm nay Đại Đức trụ trì chùa Thanh Nguyên cũng như toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng cũng vì muốn báo đáp với ân đức sanh thành của cha mẹ ông bà, cho nên đã hết lòng chí thành chí kính hướng về mười phương Tam Bảo thiết lễ trai nghi cúng dường tăng phạn, để đem cái công đức này mà hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền được tăng phước tăng thọ, cha mẹ ông bà quá cố được nhờ cái phước đức này mà có thể tiêu trừ được cái tội chướng và chuyển sanh về thế giới an lành. Ngưỡng mong hiện tiền chư tôn Tịnh Đức Tăng Già thì từ chứng minh nạp thọ lễ cúng dường của Đại Đức trụ trì cũng như toàn thể nam nữ Phật tử, rồi nhất cúi nhất kệ gia tâm chú nguyện cho sở cầu sở nguyện của Đại Đức trụ trì cùng toàn thể Phật tử được thành tựu viên mãn. Vậy để cho công đức viên đầy đủ, quý vị lễ Phật lễ hiện tiền tăng chứng minh cho. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên chư tôn thiền đức, vì lòng từ bi của quý ngài thương tưởng hằng hầu học chúng con mà đáp lại lời thỉnh cầu của chúng con, các ngài đã thăng lâm về chứng minh pháp sự tài tình thanh nghiêm của chúng con. Sự hiện hữu của quý ngài với màu hình y giải thoát như nhắc nhở chúng con
luôn luôn sách tấn chúng con để chúng con vững bước trên con đường tiến tu đạo nghiệp. Sự hiện hữu của quý Ngài đã chứng minh cho tình linh sơn cốt nhục và quý Ngài đã nạp thọ và ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ sách tấn để chúng con đi theo con đường chánh đạo mãi mãi là hằng đệ tử của Như Lai. Chúng con nguyện y giáo phụng hành và đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.